Thưa các bạn, tôi đang có mặt tại huyện Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận. Chặng đường sẽ đi đến Sài Gòn để rồi tôi sẽ quay ra để làm tiệc cho các vong linh nhi và thai nhi lên thiên chuyển kiếp đầu thai. Vừa nãy thì tôi có nhận được một tin nhắn của một người nào đó nói về uh, uh, cái thành phần uh, Gọi là mình lợn đầu chó này Nó nói uh, uh, cái gì đó động chạm đến tôi Tôi thì trước thì tôi đã tỏ Tôi đã Cái thời điểm trước thì tôi không quan tâm Nhưng thời điểm này thì Nó cứ sủa là tôi phải đánh Và khi tôi nói đến thành phần này Tôi có dùng một vài từ ngữ gì nó nặng nề Thì mong các bạn bỏ qua Vì tôi phải làm sạch Cộng đồng mạng Những cái thành phần này là những thành phần không thể để tồn tại ở ngoài xã hội được. Thứ nhất là đơn từ tôi đã gửi đi và trong đang trong quá trình đợi xử lý, nó phải mất tầm khoảng 3 tháng để xử lý đơn từ. Chủ đề ngày hôm nay tập 7 tôi sẽ nói về thành phần này là từ kẻ này từ kẻ buôn mai thúy dẫn đến thành phần con quỷ dâm dục. Tôi xin nói qua về góc độ này. Vì sao tôi lại nói ra những cái lý lịch trích ngang này để cho mọi người biết được thành phần này nhân cách nó như thế nào và nó lên mạng nó thể hiện nó giả nhân cách như thế nào bình thường tôi không muốn động chạm đến quá khứ đâu tại vì profile của nó tôi nó nắm rất là rõ nhưng mà nó cứ thể hiện nó là người quân tử nó là người đàng hoàng cho nên tôi phải nói để cho mọi người hiểu rõ chân tướng về thành phần này thành phần này mồ côi bố từ bé không có sự giáo dục sống ở hà đông quê ở khói châu hưng yên thành phần này đã theo mẹ lên hát lót sơn la để buôn mai thúy tôi cái thời gian vừa rồi ấy, mấy hôm trước ấy, trước khi đi cái mảng này tôi đã phải mất hai ngày lên hát lót để nắm bắt những cái thông tin quan trọng về thành phần này thành phần này buôn mai thúy được một thời gian thì có tiền về để thành lập tạp chí kết hợp với một vài phần tử thành lập tạp chí để gõ đầu doanh nghiệp thành phần này là một thành phần gọi là nó gọi là dùng đúng từ nó gọi là gì nhỉ? bệnh hoạn năm nay tính tuổi nếu để có tóc ấy, nếu có tóc ấy, thì cũng phải hai thứ tóc rồi nhưng suốt ngày lên tiktok uh, tặng quà cho bé nọ tặng quà cho bé kia lên ba lên sàn để chơi bời quậy phá các bạn có biết không ạ nó bệnh hoạn đến mức độ như thế này nó cặp với một người phụ nữ trong đà nẵng và nó thịt luôn con gái nhà người ta nó thịt luôn con gái nhà người ta các bạn thấy nó khốn nạn luôn. và thực sự bây giờ ấy, nó không có người thân họ hàng thân thích vì ai cũng từ mặt nó rồi ai cũng từ mặt nó rồi nó lên nó cứ ra giả nó ông ổng nó bênh vực sư minh tuệ thực chất nó chả biết sư minh tuệ là ai cả đến bản thân nó ấy, nó chỉ quan tâm đến bản thân nó chứ nó chả quan tâm đến ai cho nên nó cứ lên nó thể hiện nhân cách nó quan tâm đến sư minh tuệ thực chất mục đích là nó đả kích thích chân quang và nguyễn phương hằng để kiếm tiền nó lên nó cứ chọc hết người nọ nó chọc đến người kia nó làm hết trò nọ làm hết trò kia nhưng thực chất nó chỉ là một thằng bán thịt lợn. Bản chất của nó là một thằng buôn mai thúy. và tính cách của nó là một thằng bệnh hoạn. Bao nhiêu cái xấu thứ xấu xa bỉ ổi nó thể hiện hết luôn. Rồi nó thể hiện nó là dân anh chị. Cái dân anh chị không có một dân anh chị nào mà lôi người thân đặc biệt là con cái của những cái 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 đối thủ ra để hăm dọa. Thằng này nó luôn lôi con tôi ra lôi vợ tôi ra để nó hăm dọa tôi thì tôi chỉ nói một điều như này này nó cứ ông ổng thế thôi chứ đâu tôi chỉ muốn nó va vào tôi thôi nó động vào tôi thôi tôi đảm bảo với các bạn nó chỉ cần nó động vào tôi thôi cam ghi được một chút thôi nó lên thẳng thành phố và đi xa luôn đi dài hạn luôn tôi bây giờ đang chơi với nó bằng pháp luật còn lại hình sự chưa vào cuộc đâu hình sự chưa vào cuộc đâu sẽ đến lúc mọi thứ sẽ vào cuộc Đi theo đúng lộ trình của nó Và đối với thành phần này Tôi xin phép dùng từ này này Sủa là tôi phải lấy đà cao bổng Và tôi vả Cứ sủa là tôi vả Và còn rất nhiều thông tin nữa Tôi sẽ hé lộ dần dần Để các bạn biết được bản chất con người này Tôi không muốn động chạm đến đến quá khứ hoặc là động chạm đến những thứ xung quanh, nhưng những thứ xung quanh và quá khứ nó sẽ thể hiện rõ bản chất của thành phần này. Các bạn hãy chờ xem. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.